Câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo nhất trong đêm giao thừa năm 1962. Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng nói: "Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Và mỗi lần Tết đến xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no hạnh phúc. Mỗi câu chuyện về người, nhất là những câu chuyện Bác Hồ thăm và chúc Tết người nghèo, dù rất mực giản dị nhưng vẫn luôn có giá trị nhân văn sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Và trong video ngày hôm nay, chuyên gia lịch sử sẽ chia sẻ cùng với quý vị nỗi niềm của Bác trong đêm giao thừa năm 1962. Mời các bạn cùng theo dõi. Phút giao thừa thương người nghèo, người đứng lặng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, non sông đã thu về một mối, tổ quốc hoàn toàn thống nhất sau bao đêm dài cách trở. Bác trở thành vị chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và mùa xuân độc lập đầu tiên ấy, xuân Bính Tuất năm 1946, đã trở về trên toàn cõi đất nước với một sắc màu khác lạ, làm gợi nhớ đến một thời nhiêu thuấn xa xưa. Và thời khắc mọi gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón giao thừa, thì vị chủ tịch nước sán quần, bước thấp bước cao, đến các ngõ hẻm để được chính mắt nhìn thấy cảnh Tết vừa, Tết nghèo của bà con lao động Hà Nội mới vừa thoát khỏi ách thực dân phong kiến. Cũng đêm 30 Tết Bính Tuất đó, đúng giờ giao thừa, khi đài tiếng nói Việt Nam truyền khắp đất nước lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chính người đã đang vui xuân cùng với nhân dân ở đền Ngọc Sơn, trong vai một cụ già cùng cháu đi hái lộc. Lần đầu tiên nhân dân Hà Nội, nhân dân cả nước được hưởng một mùa xuân mới mẻ, giao thừa ngay đọc thư chúc Tết của Bác Hồ. Hỡi đồng bào cả nước, hôm nay là mùng 1 Tết năm Bính Tuất, ngày Tết đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi thay mặt chính phủ chúc đồng bào năm mới muôn sự tốt lành. Cuối thư là một bài thơ ngắn. Trong năm Bính Tuất mới, muôn việc đều tiến tới, kiến quốc chóng thành công, kháng chiến mau thắng lợi. Kể từ mùa xuân đầu tiên đó, suốt 24 năm làm chủ tịch nước, mỗi lần Tết đến xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có được một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Thường thì trước Tết 3 tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho dân. Riêng Bác cũng tự mình chuẩn bị sớm 3 việc. Tìm ý thơ cho bài thơ mừng năm mới, nhắc văn phòng chuẩn bị thiệp chúc mừng năm mới để kịp gửi đến những nơi xa xôi nhất, kể cả bộ đội ở các vùng rừng núi, hải đảo xa xôi và cán bộ công tác ở nước ngoài. Và cuối cùng là một chương trình đi thăm dân không thể thiếu đối với Bác, một chương trình riêng mà chỉ Bác và các đồng chí cảnh vệ biết. Tết năm ấy, Bác đến thăm người nghèo nhất Hà Nội. Trước Tết khoảng một tháng, Bác Hồ mời đồng chí Phan Văn Xoàn đến và giao nhiệm vụ là tìm cho Bác một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội để Tết Bác đến thăm. Hà Nội những năm ấy còn nhiều người nghèo, nhưng tìm được người nghèo nhất như ý Bác thì thật là khó. Trong nhiều năm, các đồng chí lãnh đạo Hà Nội đều chuẩn bị đưa Bác đến thăm những gia đình nghèo của thành phố, nhưng Bác cảm nhận những gia đình ấy có thể chưa phải là người nghèo nhất. Đồng chí cảnh vệ liên hệ nhiều nơi, gặp nhiều người vẫn chưa khẳng định được ai mới là người nghèo nhất Hà Nội. Một hôm, nhận được tin báo về là có gia đình của chị Nguyễn Thị Tín ở ngõ Hàng Chĩnh, phố Lý Thái Tổ, gần Hồ Hoàn Kiếm. Đồng chí cảnh vệ đích thân đến tận nơi, thẩm tra và so sánh với các hộ nghèo khác. Thế đây chính là hộ nghèo nhất Hà Nội mà Bác muốn đến thăm vào đêm 30 Tết. Để việc đi thăm diễn ra được tự nhiên và bảo đảm an toàn, nên đã không báo trước. Đêm 30 Tết, trời rét căm căm, Bác bước xuống khỏi xe rồi cùng với đoàn đi bộ vào trong ngõ tối. Nhà chị Tín vẻn vẹn chỉ có một gian hẹp, đơn sơ, tuỳnh toàng. Vào đến nhà thấy mấy đứa trẻ đang ngồi chơi trên cái phản gỗ kê ở một góc. Trong nhà chưa thấy có cái gì của không khí ngày Tết cả. Trên bàn thờ vẫn thấy lạnh tanh, không có hương khói, bánh trái gì hết. Nhìn ngôi nhà chật chội, quạnh quẽ, trong đôi mắt nhân từ của Bác hiện lên một nỗi buồn thăm thẳm. Nhìn quanh không thấy chị Tín ở nhà, Bác hỏi cháu bé đầu lòng của chị Tín là Lý Phương Liên, chừng 9-10 tuổi. Mẹ cháu đâu mà giờ này chưa về? Lý Phương Liên bẽn lẽn trả lời. Dạ thưa ông, mẹ cháu đi gánh nước thuê ạ. Có xa không?
cháu đi gọi mẹ về ngay, nhà có khách. Từ chỗ nhà chị Tín có đường thông ra bờ hồ Hoàn Kiếm, ở ngoài ấy có một vòi nước công cộng. Đêm hôm khuya khoắt, những ngày rét mướt cũng như những ngày nóng nực, chị vẫn ra đấy đứng đợi đến lượt mình, hứng nước gánh về cho các gia đình để lấy tiền đong gạo nuôi 5 người con nhỏ. Từ ngày anh Lý Hùng, công nhân nhà máy điện Yên Phụ, chồng của chị qua đời. Đứa bé ra khỏi nhà, một lát sau thấy một người phụ nữ ăn mặc lam lũ gầy guộc, trên vai cánh đôi thùng từ phía ngoài đi về. Đồng chí bảo vệ bước ra mấy bước hỏi nhỏ: "Chị là chị Tín ạ?" "Dạ vâng, chị vào nhà có khách." Đêm ấy trời rét, bác mặc áo bông, cổ cuốn khăn, đồ đội mũ len đan, nhưng chị Tín vẫn nhận ngay ra là bác Hồ. Chị bàng hoàng cảm động đến nỗi để rơi cái đòn gánh và đôi thùng xuống đất. Chị chạy lại, quỳ xuống ôm lấy chân bác. "Trời ơi, đêm 30 Tết bác còn đến thăm mẹ con cháu." Chị Tín bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ. Bác cầm tay nâng chị Tín đứng dậy. Bác bảo: "Tết, bác không đến thăm những gia đình như cô thì bác còn đến thăm ai nữa?" Bác lại bảo: "Đêm 30 Tết cô vẫn còn phải đi gánh nước thuê, làm thế có đủ nuôi các cháu không?" Những lời bác hỏi ân tình như người cha hỏi người con gái của mình. Chị Tín xúc động trả lời trong nước mắt: "Nghèo lắm, nhưng phải cố để nuôi các cháu bác ạ." Đồng chí thư ký riêng lấy quà của bác đã được chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ rồi thắp hương. Từ đấy, một không khí Tết đơn sơ, ấm áp tình người đã đến trong gia nhà hẹp đơn côi của mẹ con chị Tín. Bác lấy kẹo chia cho các con của chị Tín và căn dặn phải cố gắng giúp đỡ mẹ và chăm chỉ học hành. Rời gia đình chị Tín trở về, trời đã khuya, đến gần đầu ngõ, thấy bà con trong phố đứng rất đông để chờ bác. Thật bất ngờ, đồng chí bảo vệ thấy hơi bối rối, chưa biết xử lý thế nào, thì bác bước lại phía bà con. Mọi người vỗ tay hoan hô reo lên: "Bác Hồ! Bác Hồ!" Chờ cho mọi người im lặng, bác bảo: "Tôi rất vui vì tình cờ được gặp các cụ, các cô, các chú ở đây. Nhưng tôi cũng rất buồn vì vừa từ nhà cô Tín ra đây. Giờ này sắp giao thừa, cô ấy vẫn còn phải đi gánh nước thuê để lấy tiền đong gạo nuôi con. Khu phố ta đông thế này mà chưa thấy ai quan tâm đến một gia đình như cô Tín." Mọi người thay mặt bà con nhận thiếu sót và hứa với bác là sẽ sửa chữa. Bác nói tiếp: "Đây là bác muốn nói về tinh thần lá lành đùm lá rách trong khu phố, nhưng cái lớn nhất vẫn là trách nhiệm của chính phủ." Đêm 30 Tết trở về, lòng bác nặng trĩu một nỗi buồn, bởi khát vọng của bác, ham muốn tột cùng của bác là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nhưng ở ngay trong lòng Hà Nội vẫn còn nhiều người nghèo, vẫn còn những gia đình như gia đình chị Tín. Sắp đến giao thừa, trở về nơi bác ở, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đã quây quần đông đủ để chúc Tết bác, cùng bác chờ đón thời khắc thiêng liêng mở đầu một năm mới. Về đến nơi, lòng bác nặng trĩu một nỗi buồn. Bác lặng im ngồi vào ghế. Một lát sau bác nói: "Tôi vừa đi thăm một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội. Cô Tín, chủ nhà, giờ này còn phải đi gánh nước thuê lấy tiền để ngày mai mua gạo cho con. Chúng ta đã không biết những chuyện như vậy ở ngay thủ đô của đất nước mình. Tôi biết, không chỉ một nhà như cô Tín đâu, mà còn nhiều người nghèo khác nữa. Một đảng cầm quyền mà để người dân nghèo hết chỗ để nghèo là lỗi của đảng với nhân dân." Câu chuyện kể về bác 60 năm trước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Giá trị về tình đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đến nay vẫn còn được tiếp tục phát huy. Đặc biệt là bài học mà bác đã gửi lại cho những người đi sau về trách nhiệm cao nhất của người lãnh đạo là phải biết lo cơm ăn, áo mặc hàng ngày cho dân. Vì với bác, có bận trăm công nghìn việc, bác vẫn dành sự quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới để ai cũng có cơm ăn áo mặc, đặc biệt các em nhỏ đón được những cái Tết đầy đủ, ấm áp nhất. Mỗi người cán bộ chúng ta cần phải học tập theo bác phong cách sống giản dị, gần dân và nhất là lòng thương cảm sâu sắc dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó thấy được bác của chúng ta vĩ đại đến nhường nào. Bác mãi là tấm gương sáng mãi cho mỗi người cán bộ chúng ta noi theo. Như bác đã từng nói, nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Qua đó, cần nêu cao hơn nữa việc học tập phong cách, ứng xử văn hóa của Bác, cũng như tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ ngọt bùi, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc với những tình cảm đơn sơ, giản dị nhưng thấm đượm tình người đã để lại cho bạn cảm nhận như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!